Ai cũng muốn mình luôn gặp được những điều tốt đẹp, những điều may mắn trong cuộc sống. Những điều mà chúng ta làm việc hàng ngày, chúng ta đều mong muốn suôn sẻ, thành công. Gửi tặng đến quý vị và các bạn hai chữ may mắn. Thư pháp quan lĩnh kính chúc quý vị và các bạn vạn sự hanh thông, vạn sự cát tường.